Chào mọi người ha. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Toshiba Dynabook được sản xuất năm 2021 có mọi người. Màn hình 13.3 inch Full HD. Đây là cái dòng Gen 10 ha, i5 thế hệ 10 á. Sạc là ngõ tay C, HDMI, USB. Máy khá là đẹp nha mọi người. Đẹp không có vết trầy xước gì hết. Cái kiểu của nó nè, kiểu màu đen rất là sang trọng luôn. Và cái đường gọi là cái làm cái lượng sóng nó giống như là nó sọc 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 vậy đó mọi người, cái kiểu vậy ha, cái kiểu của nó là như vậy. Ở bên này thì ngõ mạng LAN này, ngõ USB là đầy đủ hết. Máy là mới tinh, mới rợi luôn á mọi người. Mẫu 2021 còn khá là đẹp. Ở bên trong phím đẹp như mới nha mọi người. Đây mọi người ha, cái góc cạnh rồi nè, coi i5 Gen 10, bàn rê chuột đẹp như mới. Còn rất là đẹp. Cái thường thường những cái dòng này là dòng chuẩn nội địa Nhật á, là dân Nhật người ta sử dụng nhiều, như cái con này là còn khá đẹp á mọi người, dường như là chưa sử dụng luôn và về thì là còn nguyên cái win của nó luôn. Đây là webcam đồ đầy đủ ha, nguyên win Nhật, màn hình rất là đẹp, màn hình siêu chống chói siêu đẹp. Và mình để cái Win 11 luôn để dành cho khách nào á, tại vì cái dòng Dynabook này chứ cũng có rất là nhiều người thích cái dòng chuẩn nội địa Nhật mà giữ nguyên như vậy thì giữ nguyên Win 11 cho mọi người, còn không thì mình sẽ cài lại Win ha. Còn Win gốc Nhật thì nó như thế này, mình sẽ view tạm cho mọi người xem. Nó là Dynabook nàng S73FS nha mọi người, là mẫu mà được sản xuất năm 2021. Thế hệ 10 nàng i5 thế hệ 10, RAM 16GB. SSD là 256GB nha mọi người. Và đây mọi người tham khảo trên cái trang của nó, F73HS là 2021. Máy là cực kỳ ok, máy thì không có lỗi lầm gì rồi, pin trên 3 giờ kèm sạc zin đó. Và mình báo giá mọi người là 6 triệu 9 thôi cho cái con Gen 10 như thế này, quá còn đẹp, đẹp lắm luôn, không có lỗi lầm gì hết, hoàn hảo ha. Ai chốt thì inbox mình. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Mọi người nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.